Hãy chú ý cụm từ lơ ma để hỏi một việc gì đó đã xảy ra rồi phải không? Xảy ra rồi à? Hãy nhắc lại. Bắt đầu học rồi à? 开始学习了吗? Bắt đầu vào học rồi à? 开始上课了吗? 开始上课了吗? Phim bắt đầu rồi à? 电影开始了吗? 电影开始了吗? 6 giờ bắt đầu rồi à? 6点开始了吗? 6点开始了吗? Mấy giờ sáng? 早上几点? Mấy giờ sáng bắt đầu? 早上几点开始? 早上几点开始? Mấy giờ sáng bắt đầu vào học? 早上几点开始上课? 早上几点开始上课? 6 giờ bắt đầu. 6点半开始. 6点半开始. Hãy nhắc lại lúc. 时候. Lúc mà. 的时候. Lúc rảnh, lúc mà rảnh. 有空的时候. Lúc lên lớp. 上课的时候. Lúc bắt đầu. 开始的时候. 开始的时候. Hãy thử nói lúc nào, nguyên văn là cái gì lúc. 什么时候? 什么时候? Lúc nào bắt đầu? 什么时候开始? 什么时候开始? Phim mấy giờ bắt đầu? 电影什么时候开始? 电影什么时候开始? Cậu lúc nào bắt đầu? 你什么时候开始? 你什么时候开始? Bây giờ hãy nghe từ bây giờ. 现在. 现. 现. 在. 在. 现在. 现在. Bây giờ mấy giờ? 现在几点? 现在几点? Bây giờ là mấy giờ? 现在是几点? 现在是几点? Xin hỏi bây giờ là mấy giờ? 请问现在是几点? 请问现在是几点? Bây giờ bắt đầu. 现在开始. 现在开始. Mình bây giờ rảnh. 我现在有空. 我现在有空. Cậu bây giờ rảnh không? 你现在有空吗? 你现在有空吗?
Bây giờ bắt đầu vào học. 现在开始上课. 现在开始上课. Bây giờ tan học. 现在下课. 现在下课. Bây giờ đến thư viện. 现在去图书馆. 现在去图书馆. Bây giờ đi đâu chơi? 现在去哪玩? 现在去哪玩? 现在去哪玩?